Nhóm cẩu tặc có 4 người đi trên 2 xe máy, 2 tên đứng bên ngoài cảnh giới. 2 tên bẻ khóa vào cổng để vào bên trong, rồi tiếp tục bẻ khóa chuồng chó. Sau đó chúng dùng dây thòng lọng kích điện ngoắc vào cổ 2 con chó mang đi trong tích tắc. 2 con chó bị bắt là chó quý, mỗi con trị giá đến 18 triệu đồng. Nạn nhân là anh Trịnh Đăng Dũng, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột cho biết tối ngày 8 tháng 7, gia đình anh đi qua nhà ngoại và ngủ lại. Trước khi đi, gia đình đã dùng 2 ổ khóa loại tốt khóa phía trong cổng và chuồng chó rất cẩn thận. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 9 tháng 7, hàng xóm gọi điện thông báo sự việc. Còn đây là một vụ trộm chó khác cũng vừa xảy ra ở Bình Thuận. Hai tên cẩu tặc nhìn thấy con chó đứng trong sân nhà dân trên đường Phú Long, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, nên đã quăng một gói bã vào gần cho con chó rồi chạy đi và liên tục chạy ngang để theo dõi. Ít phút sau, con chó loạn choạng nằm gục xuống, hai tên cẩu tặc dừng xe lại. Một tên leo rào đột nhập vào nhà dân, rinh con chó quăng ra đường, sau đó leo ra, mang con chó lên xe chạy đi.